Xin được thân ái kính chào toàn thể quý vị. Kính thưa quý vị, trong Kinh Pháp Cú Đức Phật đã dạy, vui thay chúng ta sống, không hận giữ hận thù. Giữa những người thù hận, ta sống không hận thù. Vui thay chúng ta sống, không bận giữa rộn ràng, giữa những người bận rộn, ta sống không rộn ràng. Kinh Pháp Cú đã dạy cho chúng ta cuộc sống giữa nhân gian đầy những nhiễu nhương phiền toái, nhưng làm thế nào để sống an lạc trong chánh tâm thanh tịnh là một điều vô cùng khó khăn. Chỉ có giáo pháp cao quý của Đức Thế Tôn, chỉ có những lời Phật dạy truyền trao cho các vị lịch đại tổ sư, và bây giờ các ngài đã truyền thụ cho các vị đại sư giảng sư để đem ra truyền bá cho chúng ta. Nhờ được như vậy, chúng ta mới được những ơn mưa móc của chư Phật làm cho tâm của chúng ta thanh tịnh giữa cuộc đời đầy bận rộn. Đó là ứng dụng trong Kinh Pháp Cú mà cuộc sống hàng ngày, nhất là cuộc sống tại Hoa Kỳ, là một nơi mà chúng ta phải vật lộn tranh đấu 24 tiếng đồng hồ. Quý quá thay, hân hạnh thay cho cộng đồng Việt Nam tại miền Bắc California, đặc biệt từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 27 tháng 4, chúng ta ở tại miền Bắc California, vùng thung lũng hoa vàng, hân hạnh đón tiếp một vị Rinpoche, đó là His Eminence Thukhu Nichen Rinpoche. Và hiện giờ ngài là viện trưởng của tu viện Jumpa Lithan Tây Tạng. Ngài là giảng sư và giáo sư đại học, đặc biệt ở tại trường đại học Srinagar và tu viện Mật Tông ở tại Ấn Độ. Trong chuyến hoằng pháp tại miền Bắc California, ngài đã dành suốt cả thời gian để tâm tình, để giảng dạy, để hành trì những pháp Mật Tông giúp cho cộng đồng Việt Nam tại miền Bắc California được an lành. Và đây là một bài thuốc vô cùng trân quý, một liều thuốc của Phật Pháp đem cứu độ cho tất cả mọi người chúng sanh. Và nơi đây chúng tôi cũng rất là hân hạnh đón nhận những bài pháp đặc biệt của ngài. Do đó hôm nay trong chương trình truyền hình Kali Today, chúng tôi rất là hân hạnh cung thỉnh ngài Rinpoche đến đây để cho một thời pháp ngắn. Và chúng tôi cũng thưa với quý vị, dù rằng là một bài pháp rất là ngắn, nhưng với tâm thanh tịnh của ngài, với trí tuệ hết sức là màu nhiệm và với lòng từ ái, từ bi của ngài, chúng tôi nghĩ rằng chẳng những chúng ta nghe những lời pháp âm vi diệu, mà đôi khi chúng ta nhìn ngắm ngài như là một sự cảm hóa. Đó là cái điều mà chúng tôi muốn cung thỉnh ngài lên chương trình truyền hình của Kali Today hôm nay. Thưa quý vị, bên cạnh đó, chúng tôi cũng rất là tâm đắc với một người thị giả, đó là cô Mai Phương. Chúng tôi đã có cơ hội tiếp xúc cô Mai Phương, là một người uyên bác về Phật học. Cô cũng đã là một người đã theo để hỗ trợ trong công việc ấn loát dịch thuật và tiếp cho cộng đồng Việt Nam chúng ta qua ngôn ngữ mẹ đẻ. Do đó chúng tôi cũng rất là hân hạnh được chào đón cô Mai Phương như là một vị thị giả, một người sứ giả để đem cái tiếng Việt phổ cập đến tất cả cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Và trước hết, để cung thỉnh ngài, chúng tôi xin được trân trọng mời cô Mai Phương giới thiệu đôi nét trước khi chúng tôi xin được chân thành cung thỉnh ngài lên tiếng để chào mừng quý khán thính giả khắp nơi. Và trước hết xin được mời cô Mai Phương lên tiếng chào mừng tất cả. Chào, cảm ơn anh Dũng. Mai Phương xin kính chào tất cả quý khán thính giả. Dạ vâng, thưa với cô Mai Phương, chắc là cái chuyến hoằng pháp ở tại miền Bắc California đã làm cô cũng thức trắng đêm, bởi vì rất nhiều người đến đây để tham hỏi cũng như để tâm tình với những cái cuộc sống rất là bận rộn. Vì vậy mà cá nhân chúng tôi đã nói chuyện riêng với cô Mai Phương, xin cô Mai Phương làm sao để ngài Nichen Rinpoche có thể cho một bài thuyết pháp ngắn nhằm một cái chủ đề là giúp cho những người sống ở tại cái vùng mà chúng ta phải tranh đấu suốt ngày suốt đêm như thế này, quá bận rộn, làm sao để cởi bỏ được, làm sao để có thể thoát được những cái phiền toái từ trói buộc của gia đình, từ trói buộc của xã hội, từ trói buộc của công ty, và khiến cho con người nhiều lúc phải đâm ra mệt mỏi, stress. Đó là những cái đề tài mà hôm nay chính thức chúng tôi muốn cung thỉnh ngài Rinpoche lên đây cho một bài pháp ngắn. Vậy thì xin mời cô có thể truyền đạt lại cái lời của tất cả quý khán thính giả.
Mai Phương thì không biết là ngài sẽ giảng về những cái gì, nhưng mà quy tụ cũng là chủ đề như là anh Dũng vừa mới giải thích. Thì nói chung là có thể ngài sẽ có những cái lời giáo huấn, những cái lời nhắc nhở cho chúng ta và cho chúng ta thấy được những cái tinh túy của cái đời sống, mà đôi khi vì mình bận rộn quá, đôi khi mình không thấy được những cái điều nó rất là đơn giản, nhưng mà đó chính là cái nguyên nhân tạo cho chúng ta hạnh phúc. Cho nên ngài chỉ nhắc nhở rằng là nếu mà mình muốn tạo hạnh phúc thì mình phải tạo nhân hạnh phúc, nhưng mà mình lại một cách vô tình tạo những cái nhân khổ đau, cho nên mình kiếm tìm hạnh phúc mà mình vẫn khổ đau mãi. Thì Mai Phương hy vọng rằng là những cái lời giáo huấn của ngài ngày hôm nay có thể đem lại cho chúng ta một chút thức tỉnh và thấy được cái tinh túy của đời sống của mình, để mà mình có thể nỗ lực hướng về cái điều quan trọng đó, để mà chúng ta có thể tìm được một niềm an vui hạnh phúc trong cái đời sống này. Nam mô Sakya Muni Buddha. Can you start about something to say with my audience? Tā tā rē tē rē yā, anē California yuwe, anē Vietnam rē, tī tsue bē, anē Vietnam tsang mā lō lā, anē sam tī kī tā shī tī lē yuwe sī. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, ngài Nathan Rinpoche nói rằng là lại có duyên lành đến lại tại nơi đây một lần nữa, và có duyên lành để mà có thể nói chuyện với quý Phật tử. Cho nên ngài rất là hoan hỷ và xin kính chào tất cả quý khán thính giả. Ani thare de ani khanda TV na le ya den de she cha ge ani khukop nang ba re che sha ge za khukop nang wa da ani ka ni chim bu shi da ga ani nam da yong da ku ra den de shin ani khanda den de khukop nang ba re tu zo ani ning tha ba ne ge to chi che ani shua yin. Và cũng đã nhiều lần ngài đã được có cái sự thỉnh cầu của anh Nam cũng như là anh Dũng, đã nhiều lần mời ngài đến đây để mà gieo cái duyên lành với quý Phật tử. Giảng pháp trên đài truyền hình là một cái điều rất là quan trọng để cho mọi người có thể hiểu được Phật pháp. Đó là ngài rất là hoan hỷ và cảm ơn đài truyền hình. Sinje tamje se ma chu da rang ge zwe ba ran ne zwe ba thang ma lo ni ki bu go ba dang ani dung he a me go ba ngar a zo kang ga chi pu chi jang res. Và không phải chỉ là loài người không mà thôi, mà tất cả chúng sanh ai cũng có những cái mong cầu để có được cái sự an lạc hạnh phúc, và không ai muốn khổ đau. Tha ki bu go ba sa na ki bu da ani chi lo ge ani ma chi ra chi po ma zo ki bu yong tu bu yo sa na yong tu bu yo ma res. Zā kībū yōngyā tīli yā nāng sīm nē sāmlō tāng nē yāng, anī kībū yōngyā tīli zō kē shē shē wāndā tūk sī rēs. Và niềm an lạc, hạnh phúc nó không thể nào mà đến được từ bên ngoài, có thể chỉ là một tạm thời mà thôi, nhưng mà thật sự cái niềm an lạc hạnh phúc đó chúng ta phải bồi dưỡng, phải vun đắp và phải luyện tập ngay từ trong tâm của mình, thì cái sự an lạc hạnh phúc đó nó mới được bền lâu. Thế mà sẽ anh ngã ra rồi thấy kí bút sẽ chỉ cái trả lại chỉ có xong đang mà đấy. Đang ngã ra rồi là trả chưa chứ, xong mà lo là anh thành chỗ cái mì lưu tiền sinh nhật anh xong mà lo là nhị đấy rồi, xong ngã ra rồi đang hàng đó thành chỗ mì, hàng đó ngã ra rồi là nhị đấy rồi. Thà thành chỗ sinh nhật đi trả chín bút xíu chín mà đấy, ngã ra rồi ngô sinh nhật anh xong lo đang cái gì na, chỉ ra cái ngã ra rồi đang hàng đó chỉ, phần đó chín bút yếu đó thành chỗ rồi. Và những cái sự an lạc hạnh phúc đó không phải chỉ vật chất và những cái điều mà mình bận rộn hàng ngày đó mà nó đem lại cho chúng ta, không phải như vậy. Mà chúng ta đầu tiên là phải nhận diện ra là mình có được cái thân người rất là hiếm quý, rất là thuận lợi, và chúng ta phải rút tỉa những cái tinh hoa, những cái điều mà thân người này có thể làm lại đang lại đem lại cho chúng ta. Vì thế cho nên chúng mình cần phải hiểu được, phải tư duy về những điều mà thân người thuận lợi này có thể giúp được cho mình, thì từ đó chúng ta mới dùng đến nó, thì như vậy cái sự mà an lạc hạnh phúc của mình nó sẽ được vững chắc hơn, không phải chỉ là vật chất mà thôi. Đi anh bây giờ có tôi xong tao tin để khai mà rồi ở tao người tin để mà rồi tiếng ngã ra rồi ông này thằng này thằng đó trái xem bớt đi kéo anh em này xóa sạch anh đi bộ 天主个庙里点生意，但现在门道去，我都特别好的。
Và mình cũng phải nhận diện ra được rằng là trong đời sống của mình nó tùy thuộc vào cái nghiệp của mình nữa. Cho nên nhờ có cái thân này mà chúng ta có thể tạo được những cái nghiệp lành. Nếu mà mình tạo những cái điều xấu xa thì chúng ta sẽ có những cái trường hợp nó sẽ là những cái quả báo xấu. Những cái điều tốt thì chúng ta sẽ được an lạc. Vì thế cho nên mình sống là mình phải nghĩ tới cái nghiệp. Thế đó bởi lưu thêm thì là anh ấy chỉ cái ngũ bộ. Ta khán ta bè xa là sôba kháng kì yáng anh ấy khám phía chá yó mà rì xì. Ta dì kì ngũ nè trang nè ngá rà dù thèn chô gù mì lưu thêm sinh hê tì kì anh ấy thèn ta chá chèm bù chì tù bù yó bà. Tên rì chì rè tì yó rì xì. Dù cho mình có cả một cái bảo châu như ý rất là quý giá, rất là nhiều bảo châu, nhưng mà bảo châu đó vẫn không thể nào quý giá bằng cái thân người thuận lợi mà mình đang có bây giờ. Vì không có cái gì mà có thể quyết định được cho chúng ta trong những kiếp sau ngoài trừ cái thân người thuận lợi này, mình có thể tạo được những cái điều tốt đẹp trong cái kiếp này và mình sẽ tạo dựng một cái kiếp vị lai tốt đẹp hơn. Bên là thuyền đuôi dưới lưu thiên chính là người yếu đề nhắn, anh ấy thuyền chỗ lưu sĩ kia mà rết. Nếu mà như là chúng ta đã thấy những cái con súc sanh nó cũng vậy, nó cũng có thể làm được những cái điều như mình, nhưng mà chỉ lợi ích cho cái cuộc đời này của nó mà thôi. Thành chỗ lưu mình sợ khá rẻ cũng như cái mình sẽ đi chích bộ của chúng ta là khu năng dụng khả năng thua phê chú tăng thu yá ta khả năng khá là quân khá là xe tu yá anh khá quân xu năng khả năng chú xe tu yá ở chỗ gó tố xu năng khá là xe tu yá đại học sang mình không thể nào nói rằng là thân của những con súc sanh là một cái thân người là một cái thân thuận lợi như mình. Tại vì sao? Nó cũng làm những điều rất là đơn giản như mình, không hơn gì cả. Đó là gì? Đó là nó đói thì nó đi kiếm đồ ăn, nó cảm thấy bất an thì nó tìm những cái nơi mà rất được an toàn. Nó khi lạnh khi nóng thì nó sẽ tìm những cái nơi mà bảo đảm cho cái sự mà cái đời sống của nó mà thôi. Nhưng mà tù chung là vẫn chỉ là một cái đời sống ngắn ngủi của một kiếp súc sanh. Đã có lần xin thường đối tượng rằng, mình sẽ thấy tên đó khó ra dù cái đeo hóa thì thay sinh cái đồ hóa sẽ bây giờ, nằm xin trang mô yếu tế xong bà xa bộ lộ trò xin à. Xa bộ yếu tế xong bà trang mô lộ bà trò xin à. Thế là khó ra cái đeo hóa thì xuất thúc vào đó, thì chỉ bộ rồi. Và nó cũng đi tìm cái sự an lạc hạnh phúc cho nó và cái sự an toàn, thì dù như chỗ những nơi mà lạnh thì nó lại biết rất là rõ ràng để kiếm những cái nơi ấm hơn. Nó đến một cái nơi rất là nóng, nó vẫn biết tìm cái chỗ mát hơn để mà đến. Ờ, mì lưu dân thì ta thèn chỗ rô xìa thì thèn chỗ rô xìa thì ta mì dì dì chì bò mà yên bà. Dì dì chì thì ngà rà dù thường trúc kì trúc tù kì rà hà lè kè yò mà rì. Ta chì mò phèn chì kì sàm bò tàng tù bà, chì mè trà dì chì tù bà, kè wà chì mè trà dì chì tù bà thì mì lưu dân thì mà tò xèn ta sù khăn là mè bà yên zà, anh thèn chỗ của mì lưu dân thì tù xì rì. Và nhưng mà chúng ta lại có một cái thân người, mà thân người lại có được cái sự thuận lợi hơn cái con súc sanh ở chỗ là chúng ta biết chuyển hóa để mà chúng ta tạo dựng một cái đời sống an lạc nhiều hơn nữa, và nhất là chúng ta chuẩn bị trong những cái kiếp vị lai. Từ vì chỉ có thân người thuận lợi mới có thể làm được những cái điều đó, do bởi những gì mà mình tạo ra trong kiếp này thì những cái kiếp vị lai chúng ta sẽ được tốt đẹp hơn. Họ đã thiên chúa cái lưu điện sẽ được cái gì nữa, anh làm gì cái đó anh kêu anh chỉ mới tuân đạo là đi bộ bằng nhà, kêu anh chụp nhà, đa lần sinh cái mới xem là anh chăm bảo công nhà, nhân chức công sẽ được chứ, mình lưu điện đó mà đó, thiên chúa rằng cái thứ là như khi xí mới được rồi là nhân chức công sinh là nhân chức công sinh cái mà rồi, chăm bảo công sinh là chăm bảo công sinh cái mà rồi, kêu anh chỉ mới chỉ được đi bộ mà sao sao, không đi bộ quá suy cái mà rồi. Những cái gì mà thân người thuận lợi có thể làm được đó là gì? Chúng ta sẽ biết được cái gì phải, cái gì trái. Chúng ta tạo những cái giới hạnh đạo đức để có những cái kiếp vị lai tốt đẹp hơn. Chúng ta có được cái trí tuệ, sự hiểu biết. Chúng ta biết được lòng, có được lòng từ, có lòng bi. Và chúng ta làm được biết bao nhiêu cái điều lợi ích cho những chúng sanh khác. Nhưng mà có những con súc sanh nó không có được cái trí tuệ như vậy. Nó không có được cái một cái điều lành để mà nó tạo những cái giới hành đạo đức đó, cho nên nó chỉ loanh quanh luẩn quẩn trong cái kiếp này mà thôi. Trong khi đó chúng ta lại có thể tạo dựng được biết bao nhiêu điều tốt đẹp do bởi cái thân này mà mình đang có. Thì đây là ngã ra rồi đấy, giờ phải chịu chịu ra rồi đấy. Thế nên xem chỗ quả tạo nghề này, ông mà đấy cao quá cũng được.
Cho nên mình không cần phải cảm thấy rất là buồn phiền, rất là đau khổ vì cái cuộc đời này, mà chúng ta cần phải cảm thấy hạnh diện hoan hỷ vì mình có được cái thân rất là tốt đẹp này và mình nỗ lực để tận dụng nó. Thế là mà chúng ta phải xin phép khai sung bảy, lưu thế anh ngang suy lưu thế thì nô bu bùm ra mang bộ, đồ lô bùm ra mang bộ lẽ ngang suy lưu thế thì ta chép bảy rồi, tu sung yờ rồi. Và Đức Bậc Thánh Tsongkhapa đã nói rằng là dù cho mình có cả hàng ngàn cái viên ngọc châu như ý cũng không thể nào so sánh được bằng cái lợi ích mà chúng ta có được cái thân người này. Khải sung đô sẽ nói là mà sung bà xin bế thế về tiền thì ý xin nó lệ lạc thiên ra nhẹ bà thả rít giam xin ý như cái chỉ là nàng cái lộ tàn thang xuất hiện xâm này chỉ thêm cháu hoa quân mình bà cháu bà xin đô tổ chôn này nên cho nhẹ chàng nhằm lên thế ta sẽ thả đưa cho chàng thị xin chàng sẽ lộ để sung đô. Và qua cái sự tu tập của Bậc Thánh Tsongkhapa, Ngài đã để lại cho chúng ta những cái lời giáo huấn như sau. Thân người thuận lời này còn hiếm hoai hơn cả Ngọc Châu như ý. Kiếm được một cuộc đời như thế chỉ xảy ra một lần, khó có được mà lại dễ mất như làn chớp giữa bầu trời. Hãy quán tưởng điều ấy, rồi bạn sẽ thấy mọi hoạt động trên thế gian như trậu vỏ bị thổi bay, và phải nỗ lực đêm ngày để rút tỉa tinh hoa của đời sống bạn. Tôi, một ẩn sĩ du già, đã tu tập như thế, và bạn, một người khát khao giải thoát, cũng phải nên tu tập như vậy. Ồ, thì nên ra mì lưu tên đi, tên đồ anh ấy, mà ra dù khá sản thành chỗ mì lưu tên đồ, thuần đá chân bộ xung chỉ thúc bùi hỏi đấy. Đó là cái điều mà Ngài cần nhắc nhở, là chúng ta phải thấy quý cái thân người thuận lời mà mình đã có được. Nếu có cái thuần đá chân bộ yang chỉ thúc bùi, thật đủ cái thuần đá chân bộ yang chỉ thúc bùi hỏi đấy, đó là những cái kế chế mà rẻ rẻ là tiền thuần đá chân bộ thì mì lưu tên đồ rút thúc bùi hỏi mà xem đá xúc hẳn cái tên đồ thúc bùi hỏi mà đấy. Chỉ có cái thân người thuận lời này mà đem lại cái lợi ích, và lợi ích là lợi ích tạm thời, lợi ích tối thượng và những lợi ích trong một sát na của đời sống mình. Ồ, khai rơi sẽ nói, ta nếu có bụi thuần đá chân bộ khai rơi chứ thúc bùi rơi sẽ nói, nếu có bụi thuần đá thì kéo hoa chi mê thuần đá rơi sẽ. Kéo hoa chi mê thuần đá khai rơi sẽ nói, kéo hoa chi mà hạ đá mì ngàn dù kéo hoa chi lên gô gô yếu nà, thả rơi ngà ràng dù lạc bà lì yếu rơi. Thế ra đi mì đi tiền tù rút thúc bùi yếu rơi mà tù, thường rút xuyên cái tiền tù tiền tù bùi yếu mà rơi sẽ. Và thế nào là lợi ích ngắn hạn, lợi ích tạm thời, đó là gì? Là nhờ cái giới hành đạo đức mà chúng ta biết được và chúng ta giữ gìn, thì cái kiếp vị lai mình có thể làm được người trời thần hoặc là lên một cái quả giới cao hơn. Nó nằm ở trong tay mình, nó do bởi quyết định, do những cái gì mà mình tạo ra trong kiếp này mà con súc sanh không có thể làm được. Ồ, khá rất là mì lưu tiền, là hai lưu tiền, tiền tiền trước lưu tiền, nhà hoa yếu ta tiền trước cái quốc tế cao của chúng nó. Ngā dù khā rē tsūrīm sūng kā rō wā, tsūrīm sūng nā hā lā kī kī rē, mī lā kī kī rē, anī hā mā yā lā kī kī rē, tēn rō kī kī rē sī lā kū yō rē sī. Để mà có được một cái kiếp vị lai ở những cái quả giới cao hơn, hoặc là để tránh cho chúng ta bị khỏi phải bị rơi vào đọa sử địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, thì điều gì là giúp cho chúng ta làm được điều đó? Có nghĩa rằng là cái giới hành đạo đức, cái sự giữ giới mà chúng ta có được, cái đạo đức hành mà chúng ta tạo dựng được thì sẽ tạo ra được điều này. Ở sưu sung xe thì anh khá rơi sana, ta ngã ra dù sưu đêm xe na, mì kê bè chua lo sọ bà tư dù yạc bà chê nè sung xe thì mì lưu tê tên tư thù bà tư dù kì mì lì kia wà nè à wán ta tư dù phèng kì wà rơi kia wà chê mà. Và nói đến giới hành đạo đức thì căn bản là chúng ta phải tu tập thập thiện, tất nhiên là tránh làm 10 điều bất thiện thì chúng ta có thể có được những cái tái sanh thuận lợi. Ở tù hà sá, thơ tù kì thần đà xe bò mì lưu tê tên tư thù bùi yà rơi. À, khoa lê trâu gô chô nà, anh nhằm lên chì gô rô bà sư. Lạ bà sung gô nhằm lên, lạ bà sư trung gô lạ bè nhằm lên, lạ bà tinh yên sinh gô lạ bè nhằm lên, lạ bà xí rô gô lạ bè nhằm lên, khoa lê trâu bà lạ bà sung gô nhằm lên gô gô rô. Tì mì yu lù thê tên tù bù rô mà tù, anh thùn rù tù dù lù thê tên tù bù yà sư nè, ndu gà sư. Và cái lợi ích tối thường là gì? Là chúng ta muốn giải thoát ra khỏi cõi luân hồi sanh tử, giải thoát qua khỏi những cái bể khổ trầm luân, thì chúng ta cần phải có cái sự tu tập mà cái thân người này có thể giúp cho chúng ta làm được mà súc vật không có thể làm được. Mình có cơ hội để mà mình tu tập ba tăng thường học, đó là gì? Đó là, hoặc là còn gọi là ba vô lậu học, đó là giới, định và tuệ. Ờ, đa ngã nguyên sinh cái sáng chế cái quả bản thọ bà là anh chán bà, nhìn chì, chán chú xem, tí dụ gồm 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 tòa, tí dụ mình lưu tên tên tòa mạng tòa, anh thọ bà yào mà rì, sáng chế quả bản thọ bà kì, tí dụ tí, ngàn dụ lưu tên tí tên tòa xa thọ bà rì, lưu tên tí, anh tên chú lưu tên tí, xí trá kì kè chèm bò, xa chèm bò, tú sở rì.
Và cao hơn nữa, chúng ta có thể đạt được cái sự giác ngộ qua nhờ cái thân người thuận lợi này, vì nó sẽ giúp cho mình tu tập và vun dưỡng lòng từ, lòng bi, bồ đề tâm. Thì như vậy chúng ta sẽ có được tất cả những cái cơ hội để mà có được cái sự giác ngộ như Phật mà con súc sanh không thể nào làm được. Đó là những Buddha Shakya Muni ki san ji go ban ti ngan zu lu de ni ding du thob re do wa da ngan xin ja ga la da jom ba ngap ja thup chen ja ju an pe le ya la ma zong ga ba da ngan xin ge chi tu me la re ba du du kang kang zu lu de chi ba de ya kun zu de den do an san ji go ba sing ge thop thu gu do wa. Ngày xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng là như chúng ta, mà nhờ hiểu được cái thân người thuận lợi này, hiếm quý này, do đó Ngài đã đạt quả vị Phật. Thì cũng như là 500 vị A-la-hán hoặc là các bậc giải thoát khác, cũng như là Đức Tsongkhapa hoặc là Đức Milarepa, tất cả các ngài đều đạt được cái sự giác ngộ, cũng đi từ đâu, cũng nhờ thấy được cái sự hiếm quý và tận lực nỗ lực tu tập nhờ cái thân người thuận lợi này. Tha di khare sa na ngarang zu ki chö namba thakpa chi chi ma chi ki thone khyaba chongwa re ma ndo shenda khyaba kage yo ma res. Và cho đến cái giây phút cuối cùng vẫn là cái sự tu tập của mình, nó sẽ đem lại những cái lợi ích. Hon tha daga lang sing ki di da bu lu den di ani khare sa na ngarang zu ani niya di kale khakpa shibu ji yin ba jigya di le thabu yin ba din de jire de wa res. Và mình cũng phải thấy được rằng là có được cái thân người nó rất là hiếm hoi, rất là khó khăn, nhưng mà cái mạng sống của chúng ta nó lại rất dễ dàng để mà mất đi. Ờ, đó là những nhà cái lại khắp khắp sân mi lưu đen thọ bà la, sư đêm chỉ xung cố đồ, sư đêm mà xung là mi lưu đen thọ thu của mình đồ. Vì sao mà có được cái thân người như vậy rất là khó khăn? Từ vì cần phải có cái sự tu hành, phải có giới hành đạo đức mới có được cái thân người này. À, yang ngan tu cấp đi thành cái ô mi mang bộ đồ. Mi mang bộ y ra mi lưu đen nhà lê la bộ rồi, cái lại khắp bộ mà rồi, tên đấy thèn sĩ cái rồi, tên đấy mà rồi, ngan tu thuyền du lô ta ta, thuyền du lưu đen đi la, giả rồi na cái bù sinh là, đan ấy mi sắm lô xăng à ta. Tangana chang zo sa je gang le ni bu sing bu du zo la sam lo stang ge na nga zo mi de ni ni shi bu ji ge de ji de ge su zam ya yo ma re za mi lu de ni ya ka le kha bu du su re. Đôi khi mình nói rằng tại sao mà lại khó có được cái thân người, khi đó trong cái thế giới này biết bao nhiêu là loài người rất là đông đảo, nhưng mà mình nghĩ như vậy mà tại vì mình không thấy được cái số lượng của những cái con súc vật nó hiện diện ở trên cái thế giới của mình, biết bao nhiêu súc vật ở dưới đại dương, biết bao nhiêu súc vật ở trên mặt đất và biết bao nhiêu súc vật ở trên quả không gian. Thành ra nếu mà tự chung là cái số lượng con người nó rất là ít so sánh với cái số lượng súc vật mà súc sanh mà nó đang sống. Và Ngài Tịch Thiên Santideva đã cho một cái ẩn dụ để nói được rằng là hiếm quý bao nhiêu mà chúng ta có được cái thân người này mà lại thuận tiện để mà tu tập nữa, cũng giống như một con rùa mù 100 năm mới ngóc đầu lên đại dương. Thì sóng đại dương nó trôi bình bồng một cái chuỗi, một cái vòng tròn vàng, và một con rùa đó nó lại bắt được cái vòng vàng đó. Ờ, xăm lô tăng nghe chả tốt chân bố đi khoa là sự kỳ rồi. Và Ngài nói rằng là đại dương thì cũng giống như là cái quải ta bà này, rất là nhiều sóng gió ba đào, rất là nhiều cái sự hiểm nguy, và cái vòng vàng đó cũng như là Phật Pháp trôi khắp nơi trên các quải, và Phật Pháp lâu lâu mới đi đến được ở trên cái đại dương đó, và cái con rùa mù lại ngóc đầu lên và bắt được cái vòng vàng, tức là bắt được Phật Pháp. Con rùa mù đó có nghĩa rằng là chúng ta vì cái vô minh, cái mù loa đó chính là cái sự vô minh, mà cái sự vô minh đó mà mình lại được may mắn, lại có được pháp, có được những cái điều mà thầm thâm vi diệu để mà chúng ta diệt trừ cái vô minh đó, thì có phải là quý giá vô cùng. 100 năm con rùa mới ngóc đầu lên được mà lại bắt được cái vòng vàng, thì chúng ta có được cái may mắn hết sức là hiếm quý. Thì nên ta nhiều bậc cao lại khắp bộ, thì ta chỉ là lẽ khắp bộ, bên là nàng cái lộng lăng sĩ rết.
nangge lok de chuk zaman to dege min was de lam sa me ba chag du was de lang sing ngaran zu ji ya de din de bi pe shan sung ba re và cái hiểm quỷ nữa trong một cái ẩn dụ thì dù như mình ở trong một cái phòng mà bóng tối tối rất là đen kịch thì mình rất là cảm thấy khó khăn, chỉ cần mà một cái ánh sáng nó bật lên là chúng ta hết sức là vui khi mà có được cái ánh sáng. Thì cũng như vậy, đời của chúng ta có được cái ánh sáng nó lại tỏa ra cho mình khi mà mình đang ở trong cái bóng tối của vô minh. Còn ta chỉ là lấy bút để viết xong bài, ta ngang ngang số, anh mi kia vào thì mong muốn lấy ai nói được cái gì đấy, anh xí xá số là thằng này chơi chỉ chỉ lo mà sao mà ra được chứ, anh xí bây giờ, anh kia vào chứ mà nhà vào gì đó thuyền du, ta ngang lên xí thuyền du được kia, anh ngang số chơi chả khu vực chỉ ra vào sao nó ra mẹ vào, ông đâu sợ đấy. Và đừng có nghĩ rằng là hết cái kiếp người này rồi là mình sẽ được tái sanh làm người lại. Không phải, do bởi nếu mà mình thiếu giới hành đạo đức biết đâu, nhiều khi mình lại lỡ mà rơi vào cái cảnh súc sanh thì như thế nào. Cho nên không thể nào mà đoán trước được, không thể nào cho rằng những kiếp sau mình sẽ làm người mà làm cái quả súc sanh rất là khổ đau. Ờ, đáng nói chuyện là nó chỉ là lẽ là vào, ta không thể xí ạ thì lẽ là vào. Ta không thể... Jurubu degresna degimin de bas khatsu shene ma shene ngazo loja thambe nala ani mizi tu zo du yo ma tu sre de res mà đời người thì rất là mỏng manh yếu đuối và sẽ mất đi rất là dễ dàng. Thì cũng giống như vậy, chúng ta không thể nào đoán trước được là ngày mai như thế nào, có thể là bị tai nạn, có thể là bị những cái sự bất trắc mà lấy đi cái mạng sống của mình rất là dễ. Tin de zang ran zu xia la khadu yene ta nyero 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 droba tin de jire de bas. Và cũng phải biết rằng là đời sống của mình càng lúc càng tiến dần đến cái chết. Pena dilang shire pena kharsana pena ngara zo ni sanga den den ala nya da den de lu ni ni dag da lu sha gu do as dag da lu sha de sam ko chog ne kon da po du chi de sam ba nya re re ne shi gi re re su den gi se gi se gi chi de sam ba di nya di je de ganga shi ala ta nyero 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 kon da cha de sam je ha gu min do as dilang shi ngara zo ni shi ala ta nyero 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 lo jo tham be na la ngan zo thang ma me ba cha cha ba res. Chúng ta thì chỉ trên dưới 100 năm là nhất mà thôi để mà còn sống sót được. Thì mình cũng như thử tưởng tượng như trong một cái chậu nước mà có rất là nhiều con cá, và nó sẽ là cái đối tượng để mà cho những người khác họ ăn. Thì con cá nó đang bơi lội như vậy, mình sẽ thấy được rằng có thể là một ngày, một giờ, một vài ngày mà thôi thì cái mạng sống của nó sẽ bị đem ra nấu chín. Thì nó chỉ sống rất là ngắn ngủi mà nó sẽ thấy được rằng là cái mạng sống sẽ mất đi rất là nhanh chóng, và nó cuộc đời của nó đã tiến dần đến cái chết. Họ ta đến đây thì anh nghe mà này anh mới chỉ bảo hát được xong mới chơi chuẩn mình đó. Ta ngã ra từ chín chục năm, ta mới chỉ bảo hát được xong này ngã ra từ chơi yêu si cái mà đấy. Và không thể nào có được những cái đời sống thuận lợi nếu mà đời sống tốt đẹp trong kiếp vị lai, nếu mà chúng ta không cái nỗ lực đêm ngày để mà tạo những cái điều tốt lành. Hong du sư sáng chưa chung đến tinh yang. Anne lo gong lo khanda giáo chu sung pet du samba anne sa cho chong lia khanda da chung bát du la tata rene tishin shi beku su ti anne churazu jaga shoes anne tari anne tati shi beku su ti ni jaga mares ta churazu jaga shoes nam sa tu papi anne da chung bát su ti tinh đi chin anne mida ba sung chia anne gong bát anda chen đều shik du as. Và đừng có tin tưởng vào cái thân này nó có thể đem lại cho chúng ta cái sự trường tồn vĩnh viễn. Ngay cả thân kim cang của Phật cũng phải lìa bỏ để mà để lại. Thì ngày xưa khi mà Đức Phật ở vườn Câu Thi La ra đi, Ngài đã dỡ cái ý áo của Ngài để cho các vị A-la-hán thấy, và Ngài nói rằng đây là cái giây phút cuối cùng mà mọi người sẽ thấy được thân của Phật. Và Ngài nói rằng là cái lời nói cuối cùng của Như Lai vẫn là gì? Vẫn là cái sự vô thường. Thì đây hiện ra thằng ngàn tuổi chưa mi đắc bát chánh thì khen chim bồ sĩ bồ tát. Khác là đi cái chưa mi đắc bát chánh bát thế này, anh ngàn tuổi chưa chia chia thành cái rồi. Chưa mi đắc bát chánh bát thế này, tuân chủ dùng cái rồi, chưa chia là. Chưa mi đắc bát thế này, chế bộ giác bộ dùng cái rồi. Mình phải biết cái sự vô thường, cái sự thay đổi mà có thể làm cho chúng ta mất đi. Thì như vậy, mình khi mà mình biết được như vậy thì nhất định là mình phải tu tập. Khi mà mình tu tập thì mình sẽ có cái sự nỗ lực. Mà có cái sự nỗ lực thì mình mới có được cái kết quả tốt. Thì nên ta cho mình tập trên thêm bản thân, nghiên cứu những cái đó. Và khi mà mình hiểu được cái sự vô thường thì chúng ta sẽ biết buông xả, biết từ bỏ.
asa lam ki tsawa lam nga yo ra solam jolam tholam sa lam nga ki tsawa dabu di lam thangbu di solam se gre solam se adara nyinjung di lo khadu nga zu chulo choma mayin bache legi di samba nga zu solam se nge de ta dunghe lo choya ga lam thangbu di khomba jabara di nyinjung se adara es. Và có năm đạo lộ để mà đưa đến cái sự giác ngộ. Thì đạo lộ đầu tiên sẽ là đọc bắt đầu bằng cái sự buông xả và từ bỏ. Nhìn chung xe thì khắp bác tên này chung cố đấy. Thắng khả năng dù xăm xả ra kìa, nó lòng chơi tăng. Từ dù là tên này nhìn chung kì của mình đó, sẽ nhìn chung kì xa yếu mà. Từ dù là ngàn dù lo chắc bè ông kìa, nó khó là khó chung nhìn, từ dù là đẹp đấy. Và ở cái buông xả từ bỏ này đây không có nghĩa là nói rằng là chúng ta phải buông hết những cái đời sống có vật chất hoặc là những cái sự tốt đẹp ở trong cái đời sống. Không phải như vậy, mình vẫn cần những cái điều đó. Nhưng mà ở nơi đây muốn nói buông xả từ bỏ là chúng ta buông từ cái tâm của mình. Mình không có chấp và mình ngay từ cái tâm của mình phải biết buông xả. Thế rồi tôi nói, ngã rãn dù bên là có một giá yên là có một nhìn giá chống rồi xin là xong bởi. Nhìn giá yên là xung giá chống rồi xin là xong. Khadu ngomya mindo kwaas, kwe penjo dang, kwe hepi nela khadu ngomya chune yo maara, chik yo na chik yo ro shena samne. Ta khanda dinde shene, ane manzu ki kwa liya, korya, dunghe na leya, ondo chabres. Vì nếu mà mình không có biết từ bỏ, thì mình sẽ đau khổ triền miên, mình vẫn phải lằn ngụp ở trong cái quải luân hồi sanh tử, và mình để cho cái lòng tham lam của mình, nó khống chế cái tâm của mình. Thì dù như mình có được 100 mà mình lại không biết tri túc, mình không có biết đủ, tâm của mình lại mong ước 200, từ 200 rồi đến vài trăm nữa, rồi sau đó chúng ta cứ đoài hoại mãi, cứ mơ, cứ ước mong mãi và cứ làm mãi những cái điều mà cái tâm tham lam đó sử dụng, như vậy chúng ta sẽ đau khổ. Ờ, đa năng sinh cái anh ngang tu nhân chủ mà bây giờ khoa là cha phát triển, khoe happiness là cha nè. Anh khai ra sao? Đức Phật sao? Mong muốn chỉ sốc chế à là sốc ba, mê lo cố gắng đang à là sốc ba. Ờ, đa năng sinh cái cố mang cố à là sốc ba, mong muốn chỉ tham ba mong muốn dùng à để khai phát triển những cái sao? Anh ngang tu ran chiến chiến sinh ra đó, ta khoa là anh cha nè, khoe đeo là cha nè, anh tu sinh chỉ có ba. Vì không biết buông xả cho nên mình bám víu và rất là tham lam với những cái lạc thú của thế gian. Vì thế cho nên có rất là nhiều cái sự mà cướp giật, những cái sự dối trá, những cái sự mà hãm hại lẫn nhau. Và mọi người đều cùng nhau đau khổ là tại vì chúng ta để cho những cái sự xấu xa bất tình đó nó hoàn hành vì cái lạc thú của thế gian mà mình cứ bị vướng mắc mãi, cho nên mình cứ đau khổ mãi. Tilang shi re song bre, chaju lang shi, chaju sena o sheng ge, ani chu di tung bo yena chaju ro ba, di tung na yang chok ka gom ro gom ro zhu du ga de, kue de wa ka zu long jian ne tang duo mang ro ka gom che cim ya de yao ma de. Cũng giống như mình uống mà uống nước của nước biển thì rất là mặn, càng uống thì chúng ta càng khát. Thì cũng giống như vậy, nếu mà mình cứ để cho cái lòng vị kỷ của mình chỉ nghĩ đến mình mà thôi và để cho lòng tham lam đó nó khống chế thì chúng ta cứ khát khao mãi những cái lạc thú mà giúp làm cho chúng ta tạo nhiều tội lỗi. Đã có lần xin cái khuế đề hoa chứ, ngã ra dù chung bà yên á, đi đúng hết xa bà chứ gốt xong bà rơi màn đó. Dewa sabaji gochomba mare, dewa dunghe ngama di gane. Dunghe sabaji gochomba paru te ngaranzu le kibu yuwa dhobshin nawa shabara mando, ngunia tani kibu rewa sana mare es. Dunghe sabaji ne yang gochomba yungu yuwa, dinde re de guas. Cái sự ham muốn của mình lại nghĩ đó là hạnh phúc, nhưng mà thật sự đó là cái nguồn gốc của tất cả những cái khổ đau. Khi mà mình thấy mình đau khổ, mình làm những cái điều để mà mình diệt trừ cái đau khổ, thì mình cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mà mình đâu có biết rằng là khi mà cái hạnh phúc đó chính là cái bước đầu của cái sự khổ đau nó sẽ đem đến. Chỉ diệt trừ cái khổ đau cũ mà thôi. Và mình tưởng rằng là cái hạnh phúc, nhưng mà thật sự đó là một cái khổ đau mới. Từ vì bước đầu của hạnh phúc chính là cái khổ đau, chúng ta lại phải làm những cái điều mà cái từ cái hạnh phúc đó nó sẽ chuyển thành cái khổ đau về sau. Bên là bên trái sẽ gần là một đôi yếu tố chính, khá là yếu tố chính như vậy là thằng bự thì kí bự thì chưa rồi. Thà thì như mình này đúng là có tâm bảo là khá là chuyên sâu rồi. Khartila nungu treo logo re, khartila insurance treo re, mangbo chi yungu tu kwaas. Ani khamsajin khartila ya chun da shio, ani dinde zida ko, dinde dame chabe na, semle kibu min tu kwaas. Dungen go zom tu kwaas. Thangbo gabarishito kali, kali ko dungen go dhubu tu kwaas.
Một ví dụ như là mình có chiếc xe cũ mình không thích nữa, rồi bắt đầu mình đi mua một chiếc xe mới. Thì cái chiếc xe mới là tạo cho mình cái hạnh phúc, nhưng mà cái khổ đau nó bắt đầu từ cái lúc mà mình mua chiếc xe mới. Đó là gì? Về lâu về dài chúng ta bắt đầu phải nghĩ tới tiền bảo hiểm, phải bỏ tiền xăng, rồi chúng ta lại bắt đầu xe hư phải đi sửa, rồi chúng ta sẽ bị những cái tai nạn làm cho xe bị hư hỏng, rồi cũng phần nữa là chúng ta lại thấy nó cũ rồi chúng ta lại không muốn nữa. Thì như vậy mới thấy được rồi là bắt đầu phải làm việc rất là nhiều để tạo dựng để mà có một chiếc xe mới khác. Thì mình mới thấy được rằng là từ cái chiếc xe cũ mình có chiếc xe mới, mình tưởng là mình hạnh phúc, nhưng mà cái mầm mống khổ đau nó bắt đầu, và về lâu về dài chúng ta lại không có vui với cái chiếc xe mới đó, và chúng ta lại đi tìm một cái hạnh phúc khác, đi tìm một cái điều mới lạ khác. Thì như vậy mới thấy rằng là mình cứ phải khổ đau mãi. 근데 이제 코아들이 양하나 좀 촉시하지 마셔봐. 코아들이 지금 코에 대화를 해야 지금 연준이 뭔가 얘는 코에 대화 가지고 카드에 눈에 대 대하지만도 대화인 거 말했어. 눈에 대화도 말했어. 눈에 대화했어. Và trong cái quải luân hồi sanh tử mà chúng ta đang sống không có một cái hạnh phúc nào là thật sự hạnh phúc cả, không có một cái hạnh phúc nào mà trường tồn vĩnh viễn cả. Chính cái quải ta bà này chính là cái sự khổ đau muôn hình vàng dạng nó xảy ra trong cái cuộc đời của mình. Mà đa cả những gì chúng ta chưa chia sẻ thì chính bởi vì này anh khoe đề hoa. Chính thế chơi chơi thì mình nhập vào rồi chứ này anh, cái lúc cái mình đi lùi xe, chả được sao mà, xem được đúng như siêu nhân cũng đâu có. Thế nên là từ lúc gặp lo, khoe cái anh đi đeo vào rồi chứ, nên là anh phải đo mình đâu có. Và nhất là chúng ta lại phạm phải tám cái điều ngoài là tám cái điều ràng buộc của thế gian, và những một trong những cái điều ràng buộc đó là chúng ta cần tên tuổi, muốn danh tiếng, muốn được nổi tiếng và muốn có những người khác tán thán mình. Chính vì cái điều đó mà chúng ta làm biết bao nhiêu điều mà tạo cái phiền não cho tất cả, do bởi là cái sự mà ham muốn được danh vọng. Ờ mình ya bo ji pe si ren ra ba yin ne ni ma ji ti lu xia yin ba ta che sa ra sa bi shu ne ni ma ji lu xia yin ba di ani ta che ba du si re de re. Nếu mà mình muốn làm tổng sống hoặc là mình muốn làm một cái vị mà dẫn đầu của một cái nhóm thì chúng ta mong muốn khi thì không được, mà khi mà có được rồi thì tới một thời điểm nào đó chúng ta cũng phải mất mà thôi. Vì thế cho nên cái sự mà tham vọng của mình nó làm cho mình phiền não và đau khổ. Ờ, tôi cũng có mình được chứ. Ta nghiên cứu kỹ quá thì kế chứ bộ. Ta nghiên cứu giáo của chủ yếu là anh ấy đồng ý thì chung rồi chung rồi được rồi. Ta đeo vào cổ rồi, kíp vào cổ rồi vào. Ta nghiên cứu khá rồi, chụp chéo vào rồi, thì cái xem là đeo vào chéo vào rồi, thì anh ấy đồng ý chéo vào cũng mà rồi. Cho nên chúng ta cần phải biết đủ, cho nên chúng ta cần phải biết buông xả, biết từ bỏ, buông xả ngay từ trong cái tâm của mình. Người nào mà tâm của mình biết tri túc, người nào mà tâm của mình biết từ bỏ thì cái khổ đau nó sẽ giảm thiểu đi và chúng ta tìm được cái nguồn an lạc ở trong nội tâm của mình. Đã có lần xin hỏi anh ấy chỉ mình sẽ đi chú rừng bố sẽ đeo thuốc bởi xin thuốc bởi mà rồi. Khá rồi xin anh ấy xìa kia mạng à, xuyên kia nhung à, hoàn toàn đề đeo rồi. Và đời sống của mình vô tình không có thấy được là những cái nhân tố mà tạo ra cái đời sống tốt đẹp nó rất là ít, trong cái đó những cái nhân tố mà tạo ra cái sự bất trắc thì rất là nhiều. Xia cái kia mong bố khả đề ra sân là bên ngàn dù nằm dù tàng, thì thế mong bố yếu, thế dù chục bố lê ảo thuyền đá rồi đấy hả? Thế dù ngàn dù chục bố mà lê bạch chế, khám giá chân là accident chân là xia mong bố chá gà đồ ác, ngàn dù xử rồi. Cái nhân tố mà bất trắc mà làm lấy đi cái mạng sống của mình hoặc làm cho chúng ta đau khổ thì rất là nhiều. Ví dụ như mình có thể gặp bị những cái tai nạn lưu thông, những tai nạn khi mà mình đi du lịch, đi máy bay vân vân, những cái đó nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ở đó wrong way lẽ sao đó lẽ sao để mà lẽ đó kéo qua chim mà lẽ đó đó. Và khi đó chúng ta không có chắc chắn là mình cái giây phút đó, cái kiếp vì lai đó chắc chưa chắc chắn là mình đã làm được người, mà biết đâu mình lại đi vào đọa xứ. Thà đi những mối lệ bên những mối đường ngang rồi anh kéo qua chỉ xa thế rồi nó đi kia rồi đấy, xem sáng bữa chiều nó đi kia rồi đấy, thế rồi xem sáng bữa tối thế rồi kia rồi đấy, đi mấy bữa chỉ đi qua yên á, anh thuyền du lịch kia rồi. Vì như vậy nên bất cứ một cái hoàn cảnh nào ở trong cuộc đời của mình, quan trọng là mình phải có cái tâm lành, tâm chân thật,
chân thiện, thì dù cái bất trắc nó có đến xảy ra bất ngờ đi chăng nữa, chúng ta luôn luôn có cái thiện tâm đó. Chính cái thiện tâm đó nó không làm cho chúng ta bị rơi vào đọa xứ, mà chính cái giới hạnh đạo đức, cái tâm lành đó, cái tâm chân thật tốt đẹp đó, nó sẽ giúp cho những cái kiếp vị lai của mình, dù bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta phải giữ cái tâm tốt đó. Hoàng tu sư ta đã có những người làm rồi, anh nhớ chỉ xem nhớ một lần làm rồi, càng khen cái phen cái họ mà đấy, họ ta làm cái phẩm bên là chụp chụp một càng cái phen cái mà đấy, đã có những chú cha là cái phen cái họ mà đấy, đã có những làm cái lưu điện sao chim bồ nhà đấy, bắt đi cái phen cái họ mà, tu sư ta. Và cái lúc mình lâm chung, trước cái lúc mà mình đi qua một cái thế giới khác, là chúng ta không có cái điều gì mà trên cái quả đời này nó giúp mình cả, ngay cả bà con họ hàng cũng không có giúp đỡ được, ngay cả tiền bạc vật chất cũng không giúp đỡ được, mà ngay cả cái thân người mà mình đang có cũng không giúp đỡ được. Dạ. Thế thì anh chưa xong bài, thế khẳng kỳ xin nghe. Thế khẳng kỳ chả mẹ phên tù, anh ngả ràng dù, thế khẳng kỳ lưu thế, thì phên kỳ mình đồ ác. Thế nên, ồ, rằng cái lưu bút chúng ta tiếp vào mang vào sao lưu bút để xem nó đoạt rồi hoàn toàn thuộc về đạo. Cho nên chúng ta cần phải đem lại những cái điều mà ích lợi rất là có ý nghĩa trong cái đời sống này. Hoàn toàn thành cho những cái samlo tăng vật đen này, ngay từ lưu đen thì yapo yên bảo sự cao quan, anh nhân chúng samlo tăng nhà bát chi vào samlo tăng vật đen này chưa chi qua. Thế anh khởi sự cái yếm hạ hồ mà đấy, anh. Và ngài tóm lược lại, nhắc lại cái lần cuối cùng đó là gì? Đó là cái chết là chắc chắn là cố định, cho nên chúng ta cần phải tu tập. Điều thứ hai là cái chết nó đến bất cứ lúc nào mình không có biết được, cho nên chúng ta cần phải có cái sự nỗ lực tu tập. Và cái chết khi mà chúng ta ra đi, chỉ có pháp mới có thể giúp cho chúng ta có được những cái điều tốt đẹp, cho nên mình chỉ nỗ lực để mà chú tâm vào tu tập Phật pháp. Dạ, anh thọ chỉ chế, thăng hoa lo anh thọ chỉ chế. Và ngài nói gửi lời cảm ơn đến tất cả quý khán thính giả. Dạ vâng, kính thưa quý vị, thật là một cái sự tốt lành khi chúng ta nghe được một bài pháp mặc dù rất là ngắn nhưng nó đầy đủ ý nghĩa. Bởi vì nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn, tức là cái thân của con người rất là khó được. Mà khi chúng ta biết xác định cái thân của con người có được, thì đây là một cái điều quý giá. Bởi vì Ngài đã so sánh cái thân con người và cái thân của súc sinh. Bởi vì cái thân của con người có nhiều cái điều kiện để chúng ta tu tạo, làm nhiều cái phước lành. Và từ đó chúng ta gieo trồng được những cái căn cội của Bồ Đề Tâm, làm cho cái Phật quả của chúng ta nó được phát triển. Giống như là một con vật thì nó chỉ biết sống cho nó sống giống như là lạnh thì tìm chỗ ấm, đói thì tìm chỗ ăn, ngoài ra nó không còn ích lợi cho tất cả những mọi loài chúng sanh. Nhưng mà con người là khác, con người nhờ cái phước đức trí tuệ, nhờ cái sự tu tập, và chính vì cái bản thân của con người là một cái quý giá. Do đó Ngài đã nhắc đi nhắc lại rằng cái thân của con người quý giá là một niềm hạnh phúc. Khi chúng ta đã xác định được chính chúng ta là một niềm hạnh phúc, thì từ đó chúng ta mới phát sinh cái tâm tính hoan hỷ và Bồ Đề Tâm mới phát khởi. Ngài nhắc đi nhắc lại rằng, nếu con người không ý thức, không xác định được chúng ta đang sở hữu một cái tốt đẹp, một cái quý giá, thì nhiều lúc chúng ta ở trong một cái thân quý giá mà chúng ta cứ tưởng rằng chúng ta là cái kẻ khổ đau. Giống như là Ngài đã nói rằng, giống như là một con rùa mù ở biển khơi, cả 100 năm, cả 1000 năm, một lần trồi lên mới gặp được một cái vòng của vàng bạc ở trên cái mặt biển. Nhưng khó lắm, khó để được cái thân này lắm. Nó giống như là con rùa mù mà trồi lên, mà chung cái đầu vào trong cái vòng tròn trên cái biển khơi là vô cùng khó khăn. Cuộc đời nó bể dâu như vậy. Nhưng nếu chúng ta đã ý thức được, chúng ta đã chui được vào trong cái vòng, tức là chúng ta đã đạt được một cái thành tựu là cái thân con người. Và khi cái thân con người này mà chúng ta biết quý trọng, thì từ đó chúng ta mới tu tập giữ giới đức, làm cho cái cuộc sống của chúng ta luôn luôn trong lành và thanh tịnh. Rất là cảm ơn cái bài pháp rất là đặc biệt. Kính thưa cô Mai Phương, kính thưa Ngài Thukhu Niten Rinpoche, trong suốt thời gian vừa qua, Ngài đã có những cái buổi Phật sự giảng pháp và hành trì mật tông về những cái buổi lễ mà chúng ta biết rằng đây là những cái buổi lễ truyền trao chánh pháp và tạo cho những chúng sanh ở tại nơi đây được thoát ra những cái nghiệp chướng. Vậy thì thưa với cô Mai Phương, rất nhiều khán thính giả đã muốn có cái sự hiểu biết về cái buổi lễ
Yamataka, thì nhân đây ngài có thể giải thích để cho chúng ta biết được cái ý nghĩa và cái sự phước lành trong cái buổi lễ đó, để mời gọi tất cả quý vị có cơ hội thì đến tham dự. Xin mời cô giải thích chút. Và cái buổi lễ tiếp theo của ngày Chủ nhật lúc 24, lúc 2 giờ trưa tại nhà hàng Dynasty 1111 Story Road San Jose, thì ngài Thungku Neten Rinpoche sẽ ban cho chúng ta một buổi lễ Yamataka giải trừ nghiệp chướng. Thì Yamataka là hóa thân của Đức Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, một cái buổi lễ hết sức là lợi lạc, tại vì chúng ta bị khổ đau, bị bệnh hoạn, vì chướng ngại khó khăn, bị biết bao nhiêu oán kết là do bởi cái tội ác của mình đã tạo ra. Cho nên cái buổi lễ đó có nhờ cái năng lực của chư Phật mà giúp gia trì cho chúng ta biết sám hối tội lỗi, giúp gia trì cho chúng ta để mà chúng ta tạo được những cái nhân duyên, những cái đức hạnh để mà chúng ta có thể tạo được những cái công đức và cho mình biết tiêu trừ tội chướng. Điều thứ hai nữa là vì một buổi lễ của Đức Yamataka là Đức Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, theo các ngài là một vị Phật tượng trưng cho trí tuệ, thì trí tuệ sẽ giúp cho chúng ta diệt trừ vô minh, vì vô minh cho nên chúng ta mới khổ đau, cho nên nhờ có cái trí tuệ đó mà mình biết được những điều gì cần phải làm để mà đem lại cái hạnh phúc cho mình. Và điều thứ ba là trong buổi lễ không phải là mình chỉ đến dự lễ không mà thôi, mà là buổi lễ là ngài Thungku Neten Rinpoche sẽ làm lễ và sẽ làm việc với mình, ngài sẽ cho chúng ta những cái lời giáo huấn và mình sẽ làm theo ngài qua cái sự quán tưởng, qua cái sự thiền định, qua cái sự mà nghĩa là một cái tín tâm mạnh liệt để mà khẩn cầu. Thì như vậy là mình làm việc với ngài, chứ mình không có chỉ đến để mà hưởng những cái lời lạc không mà thôi, mà mình phải tự tạo ra những cái hành lành, những cái ý chí, những cái sự ký thác cho cái việc làm tốt trong tương lai của mình. Và có nhiều người nói rằng là đã đến dự buổi lễ một hai lần rồi thì chắc không cần nữa. Nếu mà mình nói như vậy là cũng không có được chính xác, là tại vì sao? Mình ngày nào mình cũng tạo lỗi cả, ngày nào mình cũng tạo ra nghiệp chướng, và chưa chắc là mình đã có đủ cái trí tuệ để mà mình thấu suốt hết tất cả những gì phải, những gì trái. Cho nên cái buổi lễ đó sẽ giúp cho chúng ta như là biết được để mà chúng ta có ý thức để mà có được những cái điều lành. Thì không phải là chỉ một hai lần không mà thôi, mà một số Phật tử cũng đã, hoặc là những người khác, không phải chỉ riêng Phật tử không mà thôi, cũng có một số người đã có tín tâm như buổi lễ này và họ đã có kết quả rất là tốt và họ được rất là nhiều lợi ích. Cho nên mình đi dự nhiều lần không có nghĩa rằng là mình quen với buổi lễ đó rồi. Mỗi lần mình dự là cái tâm thức của mình nó khác nhau, là cái tâm thức mình khác nhau thì cái sự chuyển hóa, cái sự thâm nhập Phật Pháp sẽ đến một cách sâu sắc hơn, một cách sâu đậm hơn, và chúng ta có được những cái nguyện ước mạnh mẽ hơn trong cái sự tu tập, và nhất là đem lại những cái điều tốt đẹp, lợi ích cho chính mình và cho tất cả mọi người. Dạ vâng, cô Mơ Phương đã giải thích về một cái lễ truyền thống của Phật giáo Tây Tạng. Đây là một buổi lễ mà có một số các Phật tử cũng cần muốn biết. Và đặc biệt là buổi lễ này nó được tiếp tục thực hiện khi mà cái sự hiện diện của ngài chứng minh cho những cái đại lễ như ở tại miền Bắc California. Chúng tôi cũng xin nhắc lại là thưa với quý vị, chúng ta mỗi ngày mỗi ăn, mỗi ngày mỗi tắm. Do đó thì cũng không thể nói rằng chỉ dự một buổi lễ đó là đủ trong suốt cuộc đời. Nếu mà chúng ta có nhiều cái phương tiện, nhiều cái điều kiện thì xin mời tất cả quý vị tham dự những buổi lễ mà chúng tôi đã đăng trên các báo cũng như là thông báo trên các hệ thống truyền thông. Thì đây là một cái chi tiết tại địa phương. Tuy nhiên, thưa với cô Mai Phương, thưa với ngài Thungku Neten Rinpoche, là tất cả những khán thính giả khắp nơi trên thế giới cũng rất là ao ước, nhưng mà vì cái hoàn cảnh địa dư chúng ta không thể đến tại miền Bắc California. Vậy thì xin cô thỉnh đạt để ngài có thể bằng một lời cầu nguyện trong cái buổi lễ của ngày hôm nay đến với tất cả mọi người có một cái tâm thành hướng về để cầu nguyện cho quốc thái dân an, cầu nguyện cho mọi người được an lành, cầu nguyện cho gia đình hạnh phúc, và nhất là cầu nguyện cho chiến tranh không xảy ra trên quả đất này. Mời cô. Ô
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thưa quý vị, với lời hồi hướng này, chúng tôi hy vọng với những lời chân thành, với tâm niệm hết sức là thành tâm của Ngài Thukhu Nichen Rinpoche qua sự trợ lực và thông dịch của Phật tử Mai Phương đến từ Canada. Chúng tôi hy vọng với những lần thành thật này, với những ước mơ của mọi người rằng thế giới này sẽ được hòa bình, an lạc và cuộc sống sẽ đem lại nhiều sự tốt lành. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc cùng tất cả quý vị rằng chúng ta đã có một gia tài, đó là cái thân người quý giá. Vì vậy mà hãy chăm sóc, hãy thiền định, hãy tu học để tạo cái điều kiện cho cuộc sống này càng ngày càng được vươn lên. Một lần nữa xin mời cô Mai Phương gửi lời chào kết thúc và hy vọng chúng ta sẽ gặp lại trong một chương trình hoàng pháp một năm hay là nửa năm, Ngài sẽ đến tại miền Bắc California. Xin mời cô có thể chào tạm biệt. Mai Phương xin cảm ơn cũng như xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả. Cảm ơn anh Dũng cho buổi pháp thoại ngày hôm nay. Can you say the goodbye for my audience? Yeah. Anh em, khai sửa ra Việt Nam, Rua California, rồi về Việt Nam sang mà lo cái anh định đề xin này, thằng anh chụp anh nghe cái định đề xin này, anh chưa xem chưa ra bá thế, anh chụp anh chụp cố gắng chơi bá rồi. Anh chưa dùng buổi thon này, thằng anh chụp thằng khán ta chơi vui bá định đề cha thế rồi. Anh sang mà lo thua chỉ chết. Anh học đồng đồ anh chụp bé bé thua lại, anh chụp anh chụp xí ra cái giá chín bộ thua cái gì vậy? Cái gì đục anh thua chỉ chết nà. Và ngài Thukhu Nichen Rinpoche cả lời
chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Ngài nói rằng là đã có rất là nhiều, đã có duyên lành và nhiều lần đã đến với cộng đồng Việt Nam của chúng ta, và Ngài rất là hoan hỷ với những cái hành lành mà người Việt Nam của mình đã tạo biết bao nhiêu những cái điều thiện cho tất cả, và đặc biệt đối với Ngài như là một người Tây Tạng cũng như là quý chư tăng Tây Tạng khác mà quý Phật tử Việt Nam đã luôn luôn có cái thiện tâm để mà hộ trì Phật Pháp. Ngài hết sức là cảm động, cảm khích và mong rằng là Phật Pháp sẽ giúp cho mọi người có được cái đời sống được an vui và tốt đẹp. Ngài cũng là mong muốn là sẽ còn nhiều cái cơ hội may mắn để mà gặp lại quý khán thính giả. Anh ấy đã lần xin cái này để lấy nam để dùng để khi tuy nhiên có cái năng lực rồi, thậm chí chia sẻ chia sẻ anh ấy thằng này đi giao hòa anh ấy ngang số khác số sao như này đi giao hòa đi cái chuyện anh ấy. Holiness the Lama, the Anis Hamalo, Tensing Kibu Tamba, and Kutsi Ring to Tene, and Koran to Gonshe Kariuva, and Hangma to Via and Melam. Want that to see, yes? Và Ngài cũng là rất là chân thành cảm ơn đến anh Nam cũng như là anh Dũng đã cho Ngài những tạo cho Ngài những cái nhân duyên tốt để mà đến với đem Phật Pháp để mà giảng giải đến cho tất cả quý Phật tử. Nguyện đem tất cả những cái công đức này đến cho tất cả, và nhất là chúng ta cầu nguyện cho những bậc thầy như là Đức Đà Lai Lạt Ma hoặc là các bậc thầy ở khắp nơi trên thế giới, các Ngài có được cái duyên lành để mà sống lâu, để mà đem lại Phật Pháp, đem lại lợi ích cho tất cả mọi người, và cũng cầu nguyện để cho tất cả quý khán thính giả cũng như là đài truyền hình ở nơi đây, các mọi người ở nơi đây có được những cái sự an lành, được cái sự tốt đẹp và làm những cái thiền hành mà đem lại lợi ích cho tất cả. Kính thưa quý khán thính giả, chương trình truyền hình Kali Today đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi xin thay mặt cho hệ thống của truyền hình truyền thông Kali Today một lần nữa chân thành cảm ơn đến Ngài Thukhu Nichen Rinpoche đã đến đây từ Canada. Chân thành cảm ơn đến cô Mai Phương, thông dịch viên và là thị giả của Ngài Thukhu Nichen Rinpoche. Cảm ơn tất cả quý đạo tràng đã hỗ trợ cho buổi phỏng vấn này được thành tựu viên mãn. Một lần nữa chúng tôi không quên kính chúc tất cả quý khán thính giả khắp nơi một cuộc sống an lành và hạnh phúc. Xin cầu chúc cho Ngài Thukhu Nichen Rinpoche được pháp thể khinh năng, chúng sanh dị độ, và cầu chúc cho cô Mai Phương luôn luôn an lạc để hộ trì chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thân ái tạm biệt quý vị.